Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là sáng ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 2 tây tháng 11 năm 2020. Thì chúng ta chỉ còn một ngày để thôi là chúng ta đã đến cái ngày bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Thì ngày bầu cử tổng thống là ngày mai ngày 3 tây tháng 11. Thì bầu cử tổng thống khi nào mới biết kết quả? Thì đây là một cái câu hỏi mà thường nghĩ là chưa ai có câu trả lời ở thời điểm hiện tại. Tại sao thì sẽ nói thêm một lát nữa. Thì tình hình thì các bạn thấy được là trong vòng 10 tiếng hồ vừa qua các bạn thấy là Bitcoin có cái sự đi xuống giá Bitcoin xoay quanh cái mức là 13.800 đô cả ngày hôm qua Và sau đó lại đột ngột đi xuống từ 13.800 đô xuống đến mức thấp nhất Cách đây 4 tiếng đồng hồ là khoảng 13.200 đô Nhưng mà sau đó các bạn thấy được đã có một cái sự hồi phục trở lại Lúc mà thường làm video này là 13.504 Thì ngoại trừ Bitcoin ra các bạn thấy được là một thị trường cũng có cái sự hồi phục trở lại Đó chính là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ thì các bạn nhìn vào những chỉ số ngày hôm nay thì các chỉ số như là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq thì đã có cái sự hồi phục trở lại sau khi mà đi xuống liên tục mấy ngày trong tuần vừa qua. Thì tại sao chứng khoán lại đi lên ngày hôm nay thì đây vẫn là một cái vấn đề mà không ai biết câu trả lời. Nhiều người thì cho là tại vì tuần vừa rồi chứng khoán đi xuống quá nhiều cho nên ngày hôm nay hồi phục là một phần cũng không nhiều là lạ. Chứ thật ra chúng ta không có một cái tin tức nào lớn ảnh hưởng đến chứng khoán ngày hôm nay. Nhưng mà các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 thì lên hơn một 1%, Nasdaq thì lên 0,29%. Thì thị trường trước nhà bầu cử rất là dao động và thường nghĩ là năm nay cũng không ngoại lệ. Để chúng ta hiểu được là chuyện gì có thể xảy ra trong vòng 2-3 ngày tới đây thì chúng ta cần phải nhìn trở lại. Trước đây thì lịch sử cho thấy được là lần bầu cử tổng thống năm 2016 thì lúc đó là thị trường phản ứng như thế nào. Thì chúng ta cần phải hiểu được là thị trường ghét nhất là không rõ có nghĩa là uncertainty khi mà thị trường không rõ thì thị trường sẽ rất là dao động và các bạn thấy được là một những điều mà không rõ bây giờ đó chính là thị trường không có biết được là ngày mai hay là ngày mốt thì trong tuần này tổng thống mới sẽ là ai có phải là Joe Biden hay là Donald Trump cho nên khi mà thị trường không có rõ thì thị trường sẽ không có đưa ra quyết định là cần đi lên hay là đi xuống cho nên cái sự dao động là không thể nào mà tránh khỏi. Và thường nghĩ là nhiều nhà đầu tư thì đã có quyết định trước đây, có nghĩa là họ đã có quyết định là họ nghĩ là cho bên sẽ thắng thì họ sẽ mua những cổ phiếu nào, như họ nghĩ là tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì họ sẽ mua cổ phiếu nào. Và nhiều người mà không rõ và không muốn chấp nhận nguy hiểm thì họ sẽ rút tiền ra khỏi thị trường. Đây là lý do tại sao mà thường nghĩ là tuần vừa rồi các bạn thấy là có cái số lượng tiền rời khỏi thị trường khiến cho giá cả cổ phiếu đi xuống và trong cái thời gian từ đây cho đến ngày mai thì có thể là những người cuối cùng họ vẫn chưa có quyết định ngày hôm nay thì họ sẽ là những người mà khiến cho giá cả dao động và đương nhiên các bạn thấy được là tình hình lớn nhất bây giờ đó chính là tình hình trước ngày bầu cử và tin tức liên quan đến bầu cử đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường crypto thì các bạn thấy được là trong thời điểm bây giờ phần lớn các bạn nhìn vào những cái poll có nghĩa là những cái nơi mà khảo sát thì nhiều cái khảo sát bây giờ cho là của Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu với 52% cái số người mà đăng ký bầu cử còn Tổng thống Donald Trump chỉ có 42% mà thôi có nghĩa là dựa theo nhiều cái thống kê thì cái phần thắng của Joe Biden ở thời điểm bây giờ là cao hơn. Đương nhiên, một những điều mà các bạn cần phải lưu ý đây chỉ là thống kê mà thôi. Năm 2016 thì những thống kê này đã hoàn toàn không có hiệu lực khi mà Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ trở thành tổng thống của năm 2016. Cho nên các bạn thấy được là nhiều người bây giờ khi mà nhìn vào những thống kê họ không có tin lắm. Cho nên các bạn cũng không có nên quan tâm quá nhiều lên tới những cái thống kê cho đến thời điểm bây giờ Ai thắng ai thua thì ngày mai ngày mốt chúng ta mới biết được Thì tại sao thường nói là ngày mai ngày mốt thậm chí là có thể là cuối tuần Chúng ta mới biết được có nghĩa là trong cái thời kỳ bây giờ đây là một cái mùa bầu cử rất là khác so với năm 2016 Rất là khác so với năm 2012 Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là năm 2020 này chúng ta đang đứng giữa một cái đại dịch. Những người mà đi bỏ phiếu thì có thể là rất nhiều người bây giờ đang thất nghiệp so với năm 2016. Và năm 2020 này tại vì dịch bệnh sẽ dẫn đến là rất là nhiều người sẽ bỏ phiếu qua bưu điện. Và khi mà bỏ phiếu qua bưu điện thì các bạn thấy được là cần phải đếm phiếu. Và nhiều tiểu bang thì luật là các bạn cần phải đếm phiếu cho đến khi nào mà có kết quả mới thôi. Có nghĩa là bầu cử là ngày mai thì có thể là các bạn biết được kết quả ngày mai khi mà những cái nơi bỏ phiếu đóng cửa có nghĩa là nhiều nơi họ chỉ cho đếm phiếu khi mà cái nơi bỏ phiếu đóng cửa lại thì lúc đó phiếu mới được đếm chứ không được đếm trước và nhiều nơi thì họ đóng cửa vào 9 giờ tối ngày mai ngày 3 tháng 11 có nghĩa là phải khuya hay là sáng ngày hôm sau chúng ta mới biết được tổng thống mới là ai thậm chí nếu như mà không có kết quả thì lại sẽ tiếp tục đếm dẫn đến là có thể là kéo dài cả hết tuần này chúng ta mới biết được kết quả là người thắng cuộc là ai Kế đó nữa là nếu như mà một trong hai bên không chấp nhận kết quả thì dẫn đến kiện tụng, sẽ dẫn đến là tổng thống mới là ai. Chúng ta sẽ không có biết cho đến khi nào mà những chuyện này có thể im dịu xuống và mọi người biết được tổng thống mới là ai. Có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục dao động và các bạn thấy được là năm 2016 thì chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ của SPX, có nghĩa là S&P 500 của năm 2016 ngày bầu cử thì chúng ta trở lại năm 2016 thì năm 2016 cái ngày bầu cử đó chính là ngày 8 tây tháng 11 chứ không phải là ngày 3 tây tháng 11 thì ngày 8 tây tháng 11 của năm 2016 thì các bạn thấy được là trước một ngày bầu cử thì chứng khoán cũng đi lên nhưng mà một tuần trước đó thì chứng khoán đi xuống liên tục sau đó các bạn thấy được một ngày bầu cử chứng khoán đi lên và cho tới một ngày trước cái bầu cử thì mọi người vẫn nghĩ là người sẽ đắc cử đó chính là Hillary Clinton nhưng mà cuối cùng thì các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump đã đắc cử nhưng mà kế đó các bạn thấy được là thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng mặc dù là cái người mà đắc cử đã ngược lại so với cái suy nghĩ của nhiều người trước đó nhưng mà các bạn thấy được là thị trường vẫn tiếp tục tăng lên sau đó và chúng ta nhìn vào Bitcoin thực mã thì mình được là Bitcoin để chúng ta trở về năm 2016 thì ngày 8 tây tháng 11 của năm 2016 thì lúc đó Bitcoin như thế nào thì các bạn thấy được là ngày 8 tây tháng 11 của năm 2016 thì trong cái thời gian bầu cử đó các bạn thấy được là Bitcoin hầu như là một tuần đó là không có cái sự tiến triển nhiều về giá cả các bạn thấy được là xoay quanh cái mức là khoảng chừng là 680 đô lên tới cái mức cao nhất là 746 và thực ra mà nói là đóng lại trong một tuần cái tuần bầu cử đó thì thị trường của Bitcoin hoàn toàn là đi hàng ngang có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì cũng khá tương tự các bạn thấy là Bitcoin thì vẫn tiếp tục là đi hàng ngang sau so với mức là 13.800 đô trong vòng mấy ngày qua và nếu như mà chúng ta nói tới là bước kế tiếp Bitcoin sẽ ra sao thì các bạn phải coi coi là thị trường chứng khoán phản ứng như thế nào bây giờ nếu như mà ai nói các bạn là ngày bầu cử chứng khoán sẽ ra sao thì toàn bộ chỉ là đón mò mà thôi tại vì chúng ta trước hết là không biết được ai sẽ là tổng thống kế tiếp thứ nhì nữa là chúng ta không biết được là thị trường sẽ phản ứng như thế nào khi mà chúng ta có cái thông tin đó thậm chí nếu như mà chúng ta không có được một cái quyết định là tổng thống mới là ai thì điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái thị trường chứng khoán nó sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ quan mang và chứng khoán nó sẽ dao động cho đến khi chúng ta biết được tổng thống mới là ai và bitcoin phản ứng ra sao thì thực sự mà nói là chúng ta không biết được bitcoin chỉ ra đời chỉ có 12 năm qua mà thôi chỉ chảy ra chỉ có dài cái mùa bầu cử chúng ta thấy được trước đây thì bitcoin rất là nhỏ không có kết nối thị trường chứng khoán như là bây giờ cái mình thấy được là bây giờ bitcoin đã có những cái sản phẩm như là option, future, bitcoin được nhiều công ty ủng hộ, nhiều nhà tổ chức ủng hộ cho nên khiến cho bây giờ bitcoin có cái sự quan hệ rất là mật thiết đối với thị trường tài chính nói chung cho nên bitcoin phấn ra sao thì chúng ta không có nhiều tài liệu trước đây để có thể đưa ra được cái quyết định nhưng mà nếu như mà các bạn là một trader thì tôi nghĩ là trong cái thời gian này các bạn à, cũng nên cẩn thận chờ đợi kết quả trước khi mà các bạn ra cái quyết định là sẽ mua hay là bán Bitcoin. Và nếu các bạn là một nhà đầu tư lâu dài à, thì đương nhiên sẽ tiếp tục chứng bình giá. Và đây là những cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn trước cái ngày bầu cử và thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Tuy nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn chưa theo dõi Thuận Capital thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram hay là các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital à, như là tham gia vào những cái sàn như là sàn Margin FX các bạn có thể điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là những sàn như là Bybit, Coinbase, rồi ứng dụng BlockFi. đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có rất là nhiều nguy hiểm và rủi ro cao và không phù hợp nhưng mà nào mà không chấp nhận nguy hiểm hay là rủi ro cao và bản thân thuận chỉ thích đầu tư dài hạn và trung bình giá mà thôi. và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. tạm biệt các bạn.